Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức. Nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi, bị dính bùa ngải sẽ như thế nào? Cập nhật 2024 đến 2030 bị dính bùa ngải sẽ như thế nào? Đó sẽ là một trải nghiệm đầy ám ảnh và khó khăn. Bài viết này sẽ khơi gợi sự đồng cảm và chia sẻ với những ai đang gặp phải vấn đề này, đồng thời cung cấp cho họ những thông tin hữu ích để giải thoát bản thân khỏi bùa ngải và lấy lại cuộc sống bình yên. Bùa ngải được sử dụng với mục đích tích cực, mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, tiêu cực làm hại người khác, gây bệnh tật, chia rẽ tình cảm. Bị dính bùa ngải sẽ như thế nào? Bị dính bùa ngải sẽ như thế nào? Câu trả lời, triệu chứng của việc bị dính bùa ngải có thể rất đa dạng và không có một tiêu chuẩn chung nào. Tuy nhiên, một số dấu hiệu thường gặp bao gồm: 1. Về sức khỏe mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sụt cân nhanh chóng mất ngủ, hay gặp ác mộng đau nhức cơ thể không rõ nguyên nhân, chán ăn, buồn nôn tiêu chảy mất khả năng kiểm soát cơ thể, co giật xuất hiện các vết bầm tím, lở loét trên da hài, về tinh thần thay đổi tâm trạng thất thường, hay cáu gắt, bực bội mất tập trung, hay quên có những suy nghĩ tiêu cực, muốn tự tưởng mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ, đáng sợ sợ hãi, lo lắng vô cớ luôn cảm thấy có người theo dõi mình ba, về tình cảm mất hứng thú với tình dục lạnh nhạt với người thân, bạn bè có tình cảm bất thường với một người khác, trong trường hợp bị bỏ bùa yêu ngoài ra, một số người còn cho rằng dính bùa ngải có thể dẫn đến những hiện tượng như gặp nhiều xui xẻo, thất bại trong cuộc sống mất việc làm, phá sản mâu thuẫn, lục đục trong gia đình tuy nhiên, cần lưu ý rằng những dấu hiệu bị chơi ngãi trên cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác gây ra, không nhất thiết là do dính bùa ngãi. Do đó, không nên vội vàng kết luận mà cần đi khám bác sĩ để tìm ra nguyên nhân chính xác. Nếu nghi ngờ mình bị dính bùa ngải, bạn có thể tìm đến các thầy cúng, pháp sư để được giải bùa. Cách phòng tránh bùa ngải Bùa ngải là một vấn đề tâm linh được nhiều người quan tâm. Dưới đây là một số cách phòng tránh bùa ngải. 1. Giữ gìn tâm hồn thanh tịnh, sống tích cực, hướng thiện, tránh xa những điều xấu xa, luyện tập thiền định, yoga để tăng cường năng lượng tích cực, tin tưởng vào bản thân và những điều tốt đẹp. 2. Tránh ăn uống tiếp xúc với người lạ cẩn thận khi ăn uống bên ngoài, tránh ăn thức ăn của người lạ, hạn chế tiếp xúc với những người có ý đồ xấu, tâm địa bất chính. 3. Không nên đi đến những nơi hẻo lánh, âm u tránh đi đến những nơi hẻo lánh âm u, đặc biệt là vào ban đêm. Nếu cần đi đến những nơi này nên đi cùng người khác hoặc mang theo bùa hộ mệnh. 4. Mang theo mình những vật phẩm có khả năng trừ tà mang theo tỏi, bùa hộ mệnh, đá phong thủy để bảo vệ bản thân khỏi tà khí, tắm rửa bằng nước lá bưởi, lá ổi để thanh tẩy cơ thể. 5. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, tắm rửa thường xuyên, tắm rửa thường xuyên để thanh tẩy cơ thể, tránh tà khí xâm nhập, giữ gìn vệ sinh cá nhân, đặc biệt là sau khi đi đến những nơi đông người. 6 có niềm tin vào bản thân và những điều tốt đẹp niềm tin mạnh mẽ sẽ giúp bạn có sức đề kháng với tà khí, tin tưởng vào bản thân và những điều tốt đẹp sẽ giúp bạn tránh xa những suy nghĩ tiêu cực. Cách giải bùa ngải bùa ngải là một vấn đề tâm linh được nhiều người quan tâm, có rất nhiều cách để giải bùa ngải, tuy nhiên hiệu quả của mỗi cách sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại bùa ngải, mức độ nặng nhẹ và khả năng của người giải bùa. Dưới đây là một số cách giải bùa ngải phổ biến. 1. Sử dụng các vật phẩm tâm linh tắm rửa bằng nước lá bưởi, lá ổi Nước lá bưởi và lá ổi có khả năng trừ tà, giúp thanh tẩy cơ thể, mang theo mình những vật phẩm có khả năng trừ tà, tỏi, bùa hộ mệnh, đá phong thủy, có thể giúp bạn tránh xa tà khí. 2. Niệm kinh cầu nguyện niệm kinh Phật, cầu nguyện với Đức Phật để được gia hộ bảo vệ, tụng kinh chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, có thể giúp hóa giải buồn ngãi. 3. Sử dụng phương pháp tự nhiên tập yoga, thiền định, giúp tăng cường năng lượng tích cực, thanh lọc cơ thể, chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước. 4. Tìm tới sự giúp đỡ của thầy bùa cao tay sự xuất hiện của thầy Bá Vi, một trong những thầy bùa cao tay được nhiều người biết đến, mang đến niềm hy vọng cho những ai đang gặp phải vấn đề buồn ngãi. Với kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm dày dặn, thầy Bá Vi đã giúp đỡ rất nhiều người giải thoát khỏi buồn ngãi, lấy lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Thầy Bá Vi sử dụng các phương pháp tâm linh truyền thống kết hợp với năng lực của bản thân để giải buồn ngãi một cách hiệu quả và an toàn. Thầy luôn đặt tâm huyết vào việc giúp đỡ mọi người hướng đến giải quyết vấn đề một cách triệt để và mang lại lợi ích lâu dài cho người bị dính buồn ngải khi nghi ngờ bản thân bị dính buồn ngãi hãy tìm đến thầy bá vi để được tư vấn và hỗ trợ với sự giúp đỡ của thầy bạn sẽ có thể giải thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của buồn ngải lấy lại sức khỏe tinh thần và sự tự tin trong cuộc sống vun đắp các mối quan hệ và gặt hái thành công trong công việc hãy mạnh dạn bước qua bóng tối và hướng đến tương lai tươi sáng với sự hỗ trợ của thầy bá vi Niềm tin vào chính mình và sự trợ giúp từ thầy sẽ giúp bạn có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc mà bạn luôn mong muốn. Những câu chuyện thực tế bị dính bùa ngải câu chuyện một hạnh phúc trở lại với gia đình nhỏ chị Lan Anh 32 tuổi từng có một gia đình hạnh phúc với chồng và hai con nhỏ. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi chị nghi ngờ chồng mình ngoại tình. Sau khi tìm hiểu, chị phát hiện ra rằng chồng mình bị dính bùa ngải yêu. Nhờ sự giúp đỡ của thầy Bá Vi, chị đã giải được bùa ngải cho chồng và hàn gắn lại hạnh phúc gia đình. Câu chuyện 2, thoát khỏi vận đen đeo bám anh Tuấn 28 tuổi là một doanh nhân trẻ thành đạt. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, anh liên tục gặp thất bại trong công việc và kinh doanh. Anh nghi ngờ mình bị dính bùa ngải. Sau khi được thầy bá vi giải bùa, anh Tuấn đã lấy lại được vận may và gặt hái nhiều thành công trong công việc. Trên đây là hai câu chuyện thành công được thầy bùa cao tay bá vi giúp đỡ giải bùa ngải những câu chuyện này là minh chứng cho khả năng và uy tín của thầy bá vi trong việc giúp đỡ mọi người giải thoát khỏi buồn ngãi và lấy lại cuộc sống tốt đẹp kết luận nếu nghi ngờ bản thân bị dính buồn ngãi cần tìm đến thầy cúng uy tín để giải bùa càng sớm càng tốt việc giải bùa ngãi sẽ giúp giải thoát bạn khỏi những ảnh hưởng tiêu cực và lấy lại cuộc sống bình yên thầy bùa cao tay bá vi là một lựa chọn đáng tin cậy cho những ai đang tìm kiếm sự giúp đỡ để giải thoát khỏi buồn ngãi đừng ngần ngại liên hệ với thầy để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời lấy lại cuộc sống tốt đẹp cho bản thân, điện thoại 0918334190 Zalo, Viber, WhatsApp, Telegram 0918334190 mail, thay bùa bà vi gmail con mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy báo vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy báo vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Thank you. Để liên hệ với thầy Bá Vi anh chị có thể liên hệ bằng một trong các cách sau. Một liên hệ qua Zalo. Anh chị vào Zalo tìm theo số điện thoại 0866966335 kết bạn Zalo với thầy Bá Vi. Hai liên hệ qua Facebook. Anh chị vào Facebook, vào ô tìm kiếm điện số điện thoại 0918334190 sẽ hiện ra trang Facebook của thầy Bá Vi. Bà nhắn tin qua số điện thoại, ứng dụng Viber hoặc HiSharp 0918334190 để nói chuyện trực tiếp với thầy bá vi. Bốn liên hệ qua mail sao sotiny255gmail.com. Chúc các anh chị sớm đạt được điều mình mong muốn.